Sunny mọi người, vừa nãy là có một chút lỗi về máy ảo một chút. Hello, xin chào, mình quay trở lại. Lỗi một chút về cái máy ảo. Vừa nãy không may lỗi một tí. Đây rồi nhỉ. Thôi mình cứ lia lại tí. Mình Sunny, mọi người, vừa nãy bị lỗi. Mọi người soi tí xong rồi thì mình đợi mọi người rồi thì vừa nãy sorry mọi người nha, máy ảo của mình nó hơi bị lỗi một chút về cái vấn đề chính là ở đây mình có hơi bị đơ tí, máy ảo hơi bị chút lỗi tí. Mình nói lại một chút cái vừa nãy mình vừa nói thì nó là gì nhỉ? Bạn phải cấu hình, nhất là môi trường nó cùng trong một dải mạng LAN thì bạn sẽ khai thác trên máy ảo, rồi khai thác giữa hai cái máy ảo với nhau, một thằng là server, một thằng là máy tấn công, thì nó cùng giải đẻ với cùng giải mạng, nhất là mình giải NAT. Thế là mình phải quét từ cái bước để tìm cái trang quản trị. Thì đầu tiên là bạn có dùng các câu lệnh quét được cái IP của nó, xem nó mở được cổng nào này, nó đang thực hiện cái gì đó, nó đang sử dụng dịch vụ nào trên cổng đấy. Và thứ hai là các bạn phải quét được những cái đường link nào nó không bị ẩn như trên website. Đấy là một đường link không ẩn, chúng ta thực thi là tìm cái đường link quản trị của họ, để là thực đăng nhập là tấn công vào chiếm quyền, là tìm user của họ, tìm user đăng nhập từ những cái đường link họ bị hở đấy. Đấy là cũng hay, nói chung là phải tìm kiếm thôi, chúng ta cũng phải tìm kiếm. Đầu tiên thì mình sẽ là IP đã. IP là một dạng, mình là 192.168.8. Mình dùng vừa nãy mình nó nói là qua lệnh ARP, nên mình ARP lâu thì mình dùng lệnh AR, là mình là nmap. Vừa nãy mình nói gì nmap thì bây giờ mình sẽ nói về ARP. ARP scan nhé, scan tổng, scan các địa chỉ IP, scan về các địa giải IP là 192 cho nhanh, 168.48.0, enter luôn, nó sẽ quét cho mình. Không có số 24 thêm với số nữa, số 24 ở đây quét rồi. Ở đây thì mình có được cổng 254, có khả năng là có cổng 24, có thể xác thực đấy, có thể giờ mình khởi động lại mình chắc chắn thôi, quét lại khởi động lại chắc vì mình vừa đổi lại các mạng, mình khởi động lại cái máy robot này cho server này phản lại nhanh thôi. Con này dùng Ubuntu 14 để Ubuntu server, khai thác Ubuntu server. Em cứ dùng cái gì đổi anh ạ, quét cứ quét đi anh. Nói chung là quét tạm từ từ, em vừa thay đổi lại biến IP của cái cổng cái này thì mình tí nữa em quét thiết lại tiếp. Nên mình cứ khởi động lại, start up lại con server đã. Start lại con server bên này, mình ARP quét lại sau. Thì mình khởi động lại một chút con robot. Đợi tí nha các bạn, đợi tí cho nó khởi động lại hoàn thành con robot start up xong nha. Còn Chrome active cũng à, như nó bị lỗi từ mình sắp đào đi bật lại cho chắc chắn, bật lại cho phát nữa là an toàn. Nên thì con đây ARP scan cũng được, cũng scan cũng vẫn chỉ có 24 và chưa ấy được, chưa quét được cái cổng đấy. Nó có ARP này thì nó là công cụ đơn giản thôi, nó không tính phức tạp lắm. Mình đợi mình khởi động lại con này đã. Xếp tải mạng đúng nát ngồi để nguyên đợi một tí, xong tí nữa thì ARP mình sẽ dùng cái lệnh netbit cover lệnh nmap để quét tất cả cổng của IP luôn, nó dễ dùng lệnh nmap luôn, chữ sv verbose 192.168.48.0 số 24
Livestream này có gì mọi người góp ý cho mình. Và lúc nào. À, bạn Huy Dương à? Thì Huy Dương nhá, thì mình học CH nhá, học CH thì mình sẽ tìm hiểu, ngoài việc học CH thì mình sẽ tìm hiểu thêm một số thứ. Học CH thì mình sẽ thì cũng các bạn số kiến thức cơ bản để các bạn đi phân tích lỗi, tìm kiếm cái bài lab về cái CH này để bạn xử lý, bạn phát huy hai cơ mũi trắng ấy. Đây là mình đi phân tích lỗi của một con server nó tạo sẵn rồi. Nó cũng như cả dạng là metaploid ấy, metaploid bò, cái metaploid bò này, cái này này, nó cũng server lỗi, có những cổng lỗi ở đây, hoạt động xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ quét lại nhé, quét lại mình dùng hàng nmap đi, nmap cho nó tổng quát nhất, nó quét tất các cổng, hơi lâu một tí, nmap thì nó quét hơi lâu, nó quét ra cũng khá khá đấy, nhiều cũng chuẩn phết đấy. CH hai cơ mũi trắng à, cô cứ hỏi thoải mái thôi, thì có cái gì mình biết thì mình trả lời, không phải lo, cái gì mình biết thì mình trả lời, cái gì mình không biết thì các bạn cứ hỏi thôi, hỏi thì có anh chị trên này, các anh chị sẽ giúp đỡ, thầy cô anh chị mọi người sẽ giúp đỡ. Thì mình đây mình dùng được nmap vào tổng quan nhất để nó quét một lượt cho xong, đợi nó hơi lâu một chút thôi nhưng mà nó quét được nhanh, nhiều thông tin hơn đấy. Thì mình khuyên thì nếu các bạn nếu quét thì sẽ có một cái loại, số loại về lỗi về con server ấy, nó dùng cái cổng mở nó không không như là nó trên 1.000 cổng ấy để nó phục vụ nếu dùng ấy, thì mình phải dùng cái lệnh khác thôi, cái lệnh nmap mà dùng trừ p quét số cổng trên 1.000, số chỉ cổng trên 1.000 này cũng quét thôi. Còn đây là mình nmap này thì nó quét mặc định là 1.000 cổng đầu luôn, từ một đến cổng số 1.000. Đây là một chút chứ. Đây bữa nay mình quét thì nó cũng chưa chưa quét ra, đợi một tí nó quét lại một chút nữa. Mà tin nó cũng khá lâu rồi. Mình quét là trước thì mình chưa bật lại ấy thì nó cũng chưa được quét, chưa quét ra được. Nét đi cover tìm ra IP. Cổng 53 TC open này. Đây, quét quét cổng đầu này. Đây, quét rồi đây à, nó quét ra rồi đây, đây nó có quét ra cái cổng bao nhiêu đây, cổng mình mở cổng 43 này, CIB bao nhiêu đây, chưa thấy CIB của nó, cổng nmap report vào đây cổng 1.1 này, cổng mở 43 này, 6 này, 182 cổng này, có cái cổng này để chế IP này, 192.168.48.148 này, nó mở cổng 80, cổng 22, cổng 43. Đây là một cái hub này, cổng HTTP Apache, nó dùng Apache này, này có tất cả ra rồi. Với cả cái server đang dùng của nó chạy server Apache đấy. Cổng 80 và địa chỉ nó là 192.168.48. Đấy là mình có thể chỉ thử truy cập ở địa chỉ này. Trên Kali dùng cái trình Chrome của cái trình Firefox để mình truy cập đấy. Chỉ cần một địa chỉ 192.168.48.148 để mình xem là trên cái này có gì đặc biệt. Mình theo dõi. Nmap, công cụ Nmap cũng rất là mạnh. Có thể quét được thì vượt các cổng này. Cái version nó đang dùng dịch vụ gì, đóng hay mở. Ở đây nó thông báo mình cái cổng 48 này thì có cổng 22 này, cổng 80 này, cổng 43 này, cổng 40 là cổng web nó định mở.
cái cổng PCV, cổng SSH của nó thì đóng mất rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi một tí, mình vào trong cái đường link của họ là 195.168.1.4.8 nhé. Rồi, rồi, bây giờ thì mình sẽ thế nào, như cái proxy này mình chưa chỉnh bài trước thì sao, mình chỉ lại cái proxy cả. Đây, cái phần proxy của mình trước mình chưa chỉnh, mình chỉnh lại. Reference này. Hình như mình trước mình chưa chỉnh cái proxy. À, mình chỉnh lại proxy một tí xem là proxy của mình nó trước là mình có làm một cái bài về chặn proxy nên là nhiều khi nó lại mình vẫn để nó đây. Thôi mình để no proxy đi, no proxy dùng nó thoải mái, xem có lưu ý gì không, xem có no proxy for. Mình hơi bị lưu một tí. Ok. Rồi, kiểm tra lại tìm. No proxy này. Các thông số khác. Rồi, không có gì. Đấy, trước là mình có để sử dụng proxy hệ thống. Giờ về thôi, mình sẽ không dùng proxy nữa. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào web, địa chỉ IP là 192.168.48.148.168. Enter. Trừ máy của mình, máy hack của mình, máy đi của mình là 142, còn có máy robot là 148. Để chỉ cập vào họ có cái gì không nào. Đợi một tí. Quỳ rồi, một cái hình đen xì. Wow. À, đây là một giao diện GPU. Ok, đây là kính dương kiểu remote desktop à. Mình remote vào trong cái hệ thống của họ. Remote, kiểu remote desktop. Chỉ cập server từ xa để quản trị đây. Kiểu kiểu thế. Mình tự đăng nhập cho mình cái gì đó đây, nó phải lên mình có user server gì gì đó thông báo về tự động của server nó cài đặt. Robot nói chào bạn, tôi nếu bạn hỏi bạn sẽ may not able, bạn sẽ click vào lên set nhưng một phần của bạn house with vay nga cao một tài khoản gì đó ngân hàng trên internet của bạn sẽ kết nối sử dụng khi bạn đọc cái giá trị của bạn chậm trên một đường instant và dating quan tu xây xuân ai bạn sẽ nghe thấy một âm thanh hôm nay giáo dục comment cái gì đó ở đây nó có IP không có câu lệnh nào rồi lỗi không có lệnh nào comment này question for question câu hỏi tức tức join những cái gì đó mình cứ thử, nếu mà ra bây giờ mình thử dùng số câu lệnh Kali LF thì mình đánh cái gì không? Không đánh được à? Không cho mình quyền đánh gì đây luôn. Ôi, không đánh được cái gì luôn. Thực sự là không đánh được cái gì luôn này. Không đánh luôn. Không thể đánh được cái gì trong này luôn này. Ôi, cái nghĩ vấn đề là mình không đánh được. Cũng khó đấy. Cái này nó chỉ là giao diện cho mình. À đây đấy rồi đây. Đưa một tí để đánh được rồi đây. Rồi, để mình đánh lại một chút. Hơi đấy một tí. Mình tìm LS là có dư lệnh chạy không? LS mình chạy mạng máy mạng hay đâu đi.
chung là chắc chả có gì đâu, và try have for list of comment, cố gắng kiểu lấy F enter xem mà trong đây mình đang ở vị trí nào đây và mình có quyền gì không. Khi mình trên server gọi bài lab này thì là mình tìm khóa, tìm cái khóa mà cái này mình leo thang được quyền rốt, chỉ muốn rốt được thì mình cũng phải tìm ra được cái trang chủ của họ, và thứ thứ hai là mình phải xem được cái website của họ là nó có cái gì. Ôi giời ơi, hơi lâu một tí. Nói chung là nó cũng... mình thử test thử nãy giờ như là nó không trả về chúng ta cái gì thì phải các bạn ạ. Khả năng là chúng ta không test được một lệnh hay sao. Khả năng là chúng ta không test được bằng cái lệnh LS rồi. Thôi thì lag thì nó không phải lag đâu rồi, cái trang web này nó mạng nó ở đây trời mưa nên nó nhiều khi nó hơi đơ tí, nhưng mà nó cũng chạy khỏi cái đâu. Nói chung là hơi đơ tí nhưng mà nói chung là nó cũng chả được bạn quen gì đâu, không xử lý luôn này. Ôi cái việc tôi không xử lý này mình chắc để thử sau vậy, nó chả xử lý được cái gì đâu. Kết quả thì nếu mình trước mình sâu thì nó cũng không xử lý ra được mấy cái gì, nó cũng không có lỗi là bạn không có quyền để bạn làm cái điều gì đó, hay là bạn nó không cho bạn thực hiện được cái tác vụ đó, vì đó nó một giải error rốt, nó không phải error rốt. Thì mình ở đây thì mình có giới thiệu một số vài tool như Kali để mình quét một số cái web, cho đường link web ấy, một số với lỗi thì họ có để ra một số cái gọi là cái suộc file tẹp ấy, mình không biết là để lộ tẹp gì. Thì trên Kali nó có công cụ là Nakito ấy, nó dùng Nakito nó quét cái địa chỉ này của con server này để mình ra cái tẹp bên trong trong con server đó được public trên mạng này, người dùng mất là quản trị để truy cập này, hay là làm những cái việc gì đó, làm những việc gì đó. Đấy, thì mình có câu lệnh là Nakito ấy. Mình sẽ show lệnh Nakito và chỉ khép lên cho mọi người xem qua cái Nakito này có chức năng gì. Nakito. Nakito, Nakato ấy. Nakato. Nakito. Nakato thôi, đưa đi. Đây NI, đây NI Kato này, NI Kato. NI Kato, NI Kato. Trừ hết. Xem có NI Kato này hỗ trợ bạn cái gì. Đó đây, NI Kato đây nó hỗ trợ cho bạn chính là config sử dụng file cấu hình display hiển thị này. Đó, format định dạng cái gì đó này. Giúp đỡ hép này, hot này, target hot này, ID này, ID về cái gì nữa, ID bắt thì bắt red, this plugin này, hỗ trợ này, output đầu ra nó ngon chứ đây cũng chắc gì. Mình thử test lại cũng lệnh Nakito bằng lệnh man chi tiết hơn. Nipper là hiểu tool lắm. Man cái Nakito, 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 Nakato, Nakato này. Ở đây Nakito nó không phải scan web này, những cái lỗ hổng, biết scan tìm cái lỗ hổng của nó này. Đây là cái mô tả option chức năng này. Trừ CD để scan cái C và thứ thư mục này,
ôn tất cả sử dụng config coin db check check cái database check scan database thì cái sẽ điều khiển out cái bị đầu xanh sâu đi đâu và cái dịch vụ đây mình thấy một sâu ra đi check cái đường truyền này cookie nhận được này sâu tất cả 200 cookie con báo cáo này URL yêu cầu phải xác thực này bug này version pull chữ e fashion question deeper đốc thì đó một chức năng trừ hot này quét hot là cái câu hot là cái câu hot thôi là cái câu quét hot quy là cái câu ni cả tô Nkato quét hot mình dùng iPod đây là 192.168.48.148 enter cái hot này xem nào thiếu cái gì nhỉ tôi phải trừ cái gì đó tôi ập cho màn hình 9D à quên lệnh của mình là trừ hot đúng không quên quên đấy trừ hot trừ h quên trừ h trừ h trừ h là trừ hot nãy mình chơi xem là trừ h hay trừ hot xem trên cái lệnh man vừa nãy thêm thiếu cái lệnh trừ h nữa quên nhầm đấy thiếu cái lệnh trừ h là cái điền hot nó sẽ quét ra những cái gọi là đường link ẩn và đường con trong cái thư mục cha đấy có sự cha cũng làm nó không ẩn trên web để mình tìm nó có cái thư mục nào hay một tí là Kito nhưng mà anh nói rất rõ về phần này là Kito nào trình web thì quét trong cái lỗ hổng của phần mềm miễn phí để chúng ta tìm được những cái lỗ hổng của nó xem nó để lộ những cái đường link nào hay website nào chừng là cũng hay cứ tìm hiểu dần thôi chúng ta mỗi ngày một tí tìm hiểu một tí khai thác lỗ hổng một tí thì chúng ta sẽ phát hiện ra được nhiều cái hay hay thì cũng thế thì chúng ta có thể và ngoài ra chúng ta có thể quản trị được con CCTF nhiều thứ đợi trong quá trình quét một tí nó sẽ trả về cho bạn kết quả là những cái cổng nào hay những cái đường link nào nó đang được mở hoạt động trên web lúc nó quét một tí cho biết đợi một tí nó quét lát một tí để lát một tí bạn đợi tí lên đường
Ở đây thì quét một lúc thì mình thấy ở đây nó có để chúng ta thấy là có một bản thể gì là nghe header đầu tiên với file robot.txt. File đặc biệt này, file robot.txt. Mình thấy ở đây nó phát hiện ra một file robot.txt fit ở vị trí là 0x290x524. Địa chỉ của cái vị trí trong cái nó phân tích trong cái gọi là mã máy của nó ấy, mã máy của nó vị trí nào ấy. Server link. Nói qua một chút và Apache ở đây bật nhiều lượt xem và cho phép attacker dễ dàng tìm cái tên index vào đây, nó quét ra cái số admin này một cái, đợi một tí máy hơi lag, máy mình hơi lag một chút. Hãy hát một tí, đợi một tí, hãy hát một tí là hãy hát một tí. Máy mình nó hơi bị lag một tí. Đợi một tí nó quét một lúc. Đây thì có vài nửa robot này. Mở cho xem đường cứ thử cái máy, trong khi mình đợi các bạn quét xong cái này thì mình cứ mở file mở robot trước đi. Test cái robot xem nó cứ hình cái robot này có cái gì ở trong nó để chúng ta tìm nhìn thấy được. Xem là cái file mà robot nó có cái gì ở đây. Để xem suốt robot.txt này. Sao có cái gì đặc biệt ở đây này.
Enter. Hơi đơn tí. Ngồi mà mình hơi đơn một chút lâu quá. Rồi ạ. Rồi, bây giờ có admin này. Xong. Dạ, xem nào. Lát một tí hơn lát. Hơi lát chút. Robot.tt hơi nó một chút rồi web này thông thường tắt tắt cái mạng này đi rồi lát tắt bớt cái trình của nó đi tắt cái trình khai phóng cái tí quét xong hết xong vào sau vậy tắt trình khai phóng đi đây tắt đi tắt trình khai phóng cho chạy giữ lát này. Quét nốt cái này em muốn vị trí nào lộ ra ở đây lộ lộ đã mà tí nhé như phải hơi tí ở đây xong rồi đấy xong rồi đây thì đây mình quét thấy nhá có này trang admin này đây có thể một là admin lớp này trang wikiblog login này wikiblog này wikiblog admin login to php này còn mình file tìm thấy có chờ tìm thấy trang này nó có trang gì nữa không trang root.txt trang wikiblog
Mình thử hai trang này, trang admin index html với trang admin login xem là nó có gì nữa. Thử nhá, vào mạng này. Để chưa kiến thức nền tảng thì đơn giản là mình thấy thôi, mình nên học thôi, mình nên tìm hiểu bài học thôi, chứ còn muốn kiến thức nền tảng thì chỉ có rất là cách học và cách tìm hiểu, đơn giản là vậy thôi bạn Trinh ạ. Mình nên đi học để biết, mình có tạo ra một cái sự gọi là sự đam mê, thích thú để tìm hiểu, nghiên cứu thì mình mới thấy hay. 92 suốt đấy, đây mình kiểm tra file robot này, không có gì này, robot chấm txt trước, cái file này vừa nãy mình chưa kiểm tra, trên này nữa, à, mình đưa một chút. Không đây sao vào được nhá, kali nó kali tung tung kali này nó không phát cho mình chạy đây. Quật lại mấy kali này không bắt cho mình được hay không bắt cái tên mình thử cái khác nè, hai cái đường dẫn khác của nó ở đây là có cái đường dẫn đây nè, admin index.html mình thử cái này copy xem cho vào, chắc là cho vào chứ còn không cho vào hơi vô lý. À, không cho không lắp được, xóa bất lịch sử. Mạng hay lag, mình không thể biết tại sao mà lag thế. Em mưa hay gió hay sao mà mạng cứ lắc lát kiểu sao ấy. Không vào được, không bắt được cái website này luôn này. Đây mình test thì mình đã tìm vào cái website đấy rồi. Search nó xem ra cái gì. Lỗng lắc được này, lắc được lát cũng lâu. Đây mình mở mấy kali khác nhé, máy này nó sắp đặt kali dùng con kali hay sao lát cứ đưa con này có vẻ lát để bật cái kali khác này, bật con tay ép quét lại con tay ép. Thì vừa nãy mình dùng cái câu lệnh Mikito chỉ hot đấy thì mình quét lại để chỉ link www admin này, địa chỉ admin, những thư mục và thư mục rốt là thư mục quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm đến.
Mình mở lại mấy cái ly khác này. Còn mấy cái ly đấy nó mang tính chất là gạo. Nói chung là chắc là nó bị đơ một chút. Chắc mình hay cài nhiều phần mềm quá hay sao nó bị thế. Không, mình sẽ dùng một cái ly khác này. Một cái ly mới hơn thì cái ly mình mới cài hôm qua hôm kia. Robot bật này. Đợi tí mình khởi động lại Kali nhé. Kali một tí xong. Để xem nào, khởi động lại Kali nào. Dùng máy ảo bây giờ nhiều khi nó cũng hơi bất lợi bất cập hại. Lợi thì nhiều khi bạn làm đi rút thì làm cái gì nó cũng bị sợ bị hỏng máy, nhưng mà đây là nhiều khi lâu mẹ đưa.